Ta, đánh dấu vạn năm, bị Mỹ nữ đồ đệ lộ ra ánh sáng. Kim y y kim quang lên thần công hiện. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tiểu người câm, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, hôm nay liền có thể xuống giường, một tên bạch y nữ tử bưng một bộ quần áo sạch đặt ở trên mặt bàn, tiếng như cùng linh đang giống như thanh thúy. Tô Vũ chậm rãi ngồi dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thân thể xác thực đã khôi phục hơn phân nửa thần là làm một cái người xuyên Việt, hắn hẳn là xui xẻo nhất. Vốn là người địa cầu Tô Vũ, ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng bay xa mấy chục mét. Hắn cho là mình cả đời này liền muốn như vậy kết thúc, chỉ là không nghĩ tới thượng thiên thương hại vậy mà để hắn vượt qua biến thành Tô Gia Công Tử. Nói đến cái thân phận này còn tính là không tệ, chỉ ít ra cảnh sung túc so với kiếp trước muốn mạnh hơn không ít. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới thích ứng cái thân phận này bất quá năm ngày, Tô gia liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Đại địch đến đây thế muốn đem Tô gia diệt tộc, sau cùng tại mọi người liều chết bảo vệ dưới, Tô Vũ mới may mắn trốn thoát. Không biết chạy bao lâu, tình trạng kiệt sức ngã xuống vách núi. Chẳng những trọng thương hôn mê, đồng thời tại trong hỏa hoạn còn bị khói bụi hủy cuống họng. Thành một cái sẽ không ra âm thanh người câm may mắn được trước mắt bạch y nữ tử cứu giúp cái này mới xem như nhặt về một cái mạng nhỏ hồi tưởng đến chính mình cái này liên tiếp như là nằm mơ giống như kinh lịch tô vũ thật sự là có chút giờ khóc giờ cười người cái này người câm thật đúng là tốt số ta đã cùng tôn chủ nói qua quyết định thu lưu ngươi tại cái này là một người quét xác đồng tử ngươi có bằng lòng hay không thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa tô vũ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẻ mặt tươi cười bạch y nữ tử mấy ngày ở chung biết được nàng này tên là a nhu là tiêu dao phái một tên nội môn đệ tử người cũng như tên ôn nhu ấm lòng ngược lại để tô vũ cảm nhận được không ít ấm áp cha hỏi ngươi đâu ngươi cái này tiểu người câm chẳng lẽ lại lỗ tai cũng không nghe thấy rồi nhìn thấy tô vũ nhìn mình chằm chằm sững sờ a nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên đi lên phía trước sinh ra xanh nhạt ngón tay tại hắn chán bên trên điểm một cái gắt giọng đây là tô vũ mới xem như lấy lại tinh thần liền bận bịu gật đầu đáp ứng sau đó làm ra một cái cảm tạ thủ thế ta đánh dấu vạn năm bị mỹ nữ đồ đệ lộ ra ánh sáng kim y y thực lực ta đánh dấu vạn năm bị mỹ nữ đồ đệ lộ ra ánh sáng Kim Y Y đột phá. Tự hồ có hơi phiền toái. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh dấu thành công. Thu hoạch được lăng ba vi bộ, nương theo lấy hệ thống cái kia máy móc đồng dạng âm thanh vang lên, tô vũ trong tay xuất hiện một quyển sách. Đơn giản tra xét giới thiệu về sau, tô vũ hết sức hài lòng đem dán tại mi tâm ở giữa đây là một môn thân pháp tuyệt học, một khi đại thành chỉ cần chân đạp quẻ tượng, thân hình biến hóa thất thường, vô tung vô ảnh, còn có thể lưu lại tàn ảnh mê hoặc địch nhân. Nội lực càng sâu, tàn ảnh liền sẽ càng phát chân thực, sau cùng cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Tô Vũ đi vào viện tử, dựa theo công pháp phía trên nói tới quẻ tượng đi bộ diễn luyện. Không biết có phải hay không là học được Bắc minh thần công nguyên nhân, vẻn vẹn đi ba lần liền có thể đem ăn khớp lên một canh giờ xuống tới môn này thân pháp cũng đã là thông hiểu đạo lý mấy cái lắc mình tô vũ đã đi tới sơn phong trước mặt quay đầu nhìn lại mặt đất thậm chí ngay cả một mảnh đào hoa đều không mang theo đủ để có thể thấy được thân pháp này chỗ tinh diệu ta đánh dấu vạn năm bị mỹ nữ đồ đệ lộ ra ánh sáng kim y y bẻ sớm dưa sẽ không ngọt nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com cuối mùa thu trên núi đào hoa đã không thấy, chỉ còn lại có trụi lủi nhánh cây. Tô Vũ chắp tay sau lưng nhìn phía xa sơn phong, đôi mắt lưu chuyển ra không nói ra được thần xác Bất chi bất giác đã đi tới cái này phiếu miểu phong một năm có thừa tỉ mỉ hồi tưởng bùi ngùi mãi thôi. Từ vừa mới bắt đầu vượt qua trở thành tô gia công tử, cho tới bây giờ quét rác đồng tử. Đồng thời thực lực cũng theo tay chói gà không chặt, cho tới bây giờ tiên thiên thất trọng cảnh giới những thứ này phát sinh sự tình đều giống như đang nằm mơ ai nhập ra tùy tục đi thượng thiên cho ta một lần cơ hội sống lại làm người hai đời tự nhiên là muốn nắm lấy cho thật chắc tô vũ hít một tiếng dự định trở về phòng tiếp tục tu luyện vậy mà lúc này lại nghe được một trận ồn ào thanh âm theo thanh âm nhìn qua phát hiện linh thứ cung cửa thế mà đứng đấy mười mấy tên phục trang khác nhau nam nữ cãi nhau tại nói cái gì đó từ khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, mặc kệ là thính lực vẫn là thị lực đều phải đến cường hóa. Lúc này có chửa chỗ cao điểm, cho nên nhìn đến ngược lại là rõ ràng. Những người này tuy nhiên phục sức khác biệt nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là biểu lộ tất cả đều cực kỳ thống khổ, lung tung cao. Thậm chí thì là tầm hai ba người nâng mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Ồ, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy nam nhân đâu? Chẳng lẽ bọn họ không biết Tiêu giao phái quy củ a? À? Nhìn lấy những thứ này lên núi người, Tô Vũ trong đầu sinh ra nghi vấn, đang cùng A Nhu nói chuyện phiếm bên trong. Hắn đối cái này Tiêu giao phái cũng biết không ít, trước mắt cung điện này tên là Linh thú cung. Trưởng môn danh Xưng Thiên Sơn tôn chủ, không biết nguyên nhân gì, hết sức thống hận nam nhân, cho nên môn hạ thuần một sắc tất cả đều là nữ đệ tử. Đồng thời nếu là có nam nhân tùy tiện xông vào trong núi, đem về bị chặt rơi tay chân vứt xuống vách núi phía dưới. Đến mức tô vũ vì cái gì sẽ được lưu lại, ai cũng không biết. Đây cũng chính là A Nhu ngay từ đầu nói hắn vận khí tốt nguyên do. Bây giờ trên núi nhiều nhiều người như vậy, tự nhiên là để Tô Vũ đuổi tới hết sức tò mò, cũng lần thứ nhất đối tiêu giao phái sinh ra hiếu kỳ. Nhiều người như vậy lên núi vì cái gì? bái sư xin thuốc suy nghĩ thời khắc một vệt thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên bậc thang tô vũ trên mặt lộ ra mỉm cười tới không là người khác chính là a nhu chỉ cần a nhu ở trên núi mỗi lần đưa cơm đều sẽ đích thân đến đây sau đó nói cho hắn thuật điểm chuyện thú vị tiểu người cơm, người là chờ ta ở đây a à, có phải hay không đói bụng lắm a à? linh đang giống như âm thanh vang lên a nhu chạy tới trước mặt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tô vũ cười tiếp nhận hộp cơm hai người về đến phòng bên trong hắn viết xuống một đoạn văn cửa vì cái gì nhiều người như vậy đây cũng là tô vũ lâu như vậy đến nay lần thứ nhất chủ động hỏi hắn vấn đề ngược lại để a nhu hết sức kinh ngạc bất quá hiếm thấy đặt câu hỏi tự nhiên là biết gì nói nấy đây đều là 36 động 72 đảo người. Bọn họ hàng năm lúc này đều trở về nhận lấy giải dược, 36 động 72 đảo có ý tứ gì? Cũng là 108 cái bang phái A, những người này trải rộng thiên Nam Hải Bắc, nhưng tất cả đều thuộc về tiêu giao phái quản lý. Nói lên cái này chúng ta tiêu giao phái đây chính là tai mắt trải rộng thiên hạ, có tin tức gì trước tiên đều sẽ biết được. Nghe thấy lời ấy Tô Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là cái này Tiêu Dao phái cũng là giấu ở trên núi một cái ở ẩn môn phái mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy thủ hạ. 108 cái băng phái, cái này là bực nào thực lực a, à? cái gì giải dược? Bọn họ là chúng độc gì a? À? Tô Vũ lại trên giấy viết đến, A à Nhu nhìn đến lời này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thận trọng thần sắc, nhìn chung quanh nhẹ giọng nói: những người này a, à, trên người có tôn chủ hạ sinh tử phù, như không phải như vậy bọn họ làm sao cam nguyện nghe theo tôn chủ, sinh tử phù. Nghe được cái tên này, Tô Vũ có chút quen tai, đột nhiên nhớ tới Bắc Minh thần công bên trong có một loại huyền diệu ám khí tựa hồ thì kêu cái tên này. Bất quá vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn vẫn là trên giấy viết đến. Sinh tử phù là cái gì? đây chính là tôn chủ một loại độc môn tuyệt kỹ, chúng chiêu về sau toàn thân ngứa là kịch liệt đau nhức, đồng thời mỗi ngày tăng dần, 9981 ngày dần dần hạ thấp, sau 81 ngày. Lần nữa tăng dần, như thế lặp đi lặp lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, cho nên tên là sinh tử phù. Nói về cái này A Nhu trong mắt tràn đầy vô tận hy vọng, tiêu giao phái đệ tử cái nào không muốn học biết cái này loại lợi hại ám khí đâu. Bất quá Tô Vũ cũng không có chú ý tới những thứ này, lúc này trong đầu hắn ngay tại tìm kiếm có liên quan tin tức. Hoàn toàn chính xác tìm được liên quan tới sinh tử phù tu luyện phương pháp cùng tác dụng, cái này khiến hắn mười phần kinh hỉ. Không nghĩ tới thứ này lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào cái này liền có thể khống chế 108 cái bang phái, quả thực là lớn mạnh thực lực lợi khí a. Đang lúc Tô Vũ còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền vang lên binh khí va chạm tiếng vang. Hai người đều là giật mình, vội vàng ra ngoài xem xét, phát hiện những bang phái kia người vậy mà cùng tiêu giao phái đệ tử phát sinh xung đột nguy rồi đám người này quả nhiên đến chết không đổi tất nhiên là lĩnh giải dược sau bắt đầu nháo sự hết lời a nhu đã bước đi như bay vọt xuống dưới tô vũ vội vàng đuổi tới bậc thang trước mặt hiển nhiên những bang phái này người thực lực không thấp trong đó hai người tay cầm trường kiếm đã chém giết mấy tên tiêu dao phái đệ tử ta cũng không tiếp tục muốn được các ngươi khống chế lão tử hôm nay cho dù chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng một tên nam tử trong đó la lớn sau đó điên cuồng xông về những cái kia nữ đệ tử thấy cảnh này tô vũ trong lòng đã hiểu rõ tất nhiên là những người này bị ép buộc gieo sinh tử phù, cho nên trong lòng mới sẽ tồn lấy trả thù chi ý bẻ sớm dưa tự nhiên là không ngọt bất quá nhìn về nhìn hắn cũng không định đi hỗ trợ hắn một là mình không biết những người này thực lực như thế nào, tùy tiện xuất thủ nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thứ hai thì là Tô Vũ cảm giác bây giờ không phải là bại lộ chính mình thực lực thời điểm. Bên ngoài tàn khốc như vậy, vẫn là muốn bị ổi phát dục tương đối tốt. Mắt nhìn thấy người kia càng phát điên cuồng, đột nhiên linh thứ cung bên trong bắn ra một cỗ khí thế ngập trời sau đó một đạo hồng quang như là như lưu tinh bắn ra đợi đến mọi người thấy rõ người tới về sau bất ngờ phát hiện cái kia động thủ nam tử ở ngực bị trước sau xuyên qua mà ở trước mặt hắn thì là đứng đấy một tên lên tuổi tác nữ nhân các ngươi dám can đảm ở này nháo sự nếu là kinh động đến tôn chủ các ngươi biết hậu quả gì a à, thanh âm nữ nhân không lớn nhưng lại như là có loại ma lực đồng dạng truyền vào tại chỗ trong lỗ tai của mỗi người còn không quỳ xuống tạ tội chớ không phải không nghĩ muốn giải dược nhìn thấy mọi người không có phản ứng nữ nhân kia lần nữa hử lạnh một tiếng vừa nghe đến giải dược hai chữ không ít người lúc này liền liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy cầu xin tha thứ có thể thấy được bọn họ đây đối cái kia sinh tử phù hoảng sợ trình độ lợi hại đến mức nào xem ra có rảnh đến nghiên cứu một chút cái đồ chơi này nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng Tô Vũ Minh bạch nháo kịch đến đây cơ bản kết thúc, đến mức đến đón lấy phát sinh cái gì, đại khái cũng có thể phỏng đoán nói. Có điều vừa mới nữ nhân kiêng ngút trời khí thế lại làm cho trong lòng của hắn thật lâu không thể quên. Cái kia đến tột cùng là bực nào thực lực đâu, chuyện hot tháng 9. Ta, đánh dấu vạn năm, bị Mỹ nữ đồ đệ lộ ra ánh sáng. Kim Y Y sinh tử phù thành, công pháp sơ hiện. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Phiếu miểu phong Tuy nhiên địa thế nơi này hiểm yếu Nhưng trên núi suối nước lại là 10 phần phong phú Tô Vũ đứng tại bên bờ ao một bên Tay phải chậm rãi dò ra Đồng thời thôi động nội lực trong cơ thể Một giây sau chỉ thấy cái kia trong ao một trận rung động Sau đó mười mấy giọt nước lên tới không trung Trong khoảnh khắc vậy mà ngưng kết thành băng sau đó lật tay hóa trưởng hướng bên cạnh nhất chỉ, hơn 10 đạo bông tuyết nhanh chóng bắn ra, đều đánh vào đào trên cây. Phóc, phóc, phóc. Vài tiếng trầm đục về sau, bông tuyết ảo ảo hóa thành giọt nước chui vào nhánh đào bên trong. Theo sát lấy toàn bộ nhánh cây mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra từng tầng từng tầng miếng băng mỏng, sau đó răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ thành mảnh vỡ biến mất trong gió. Cái này sinh tử phù quả nhiên là lợi hại a. À. Nếu là bắn vào thân thể bên trong, liền có thể cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần mình nghĩ, trong nháy mắt ở giữa liền có thể để này huyết dịch kết tinh, nội bộ phá hư sinh cơ. Thật có thể nói là bá đạo vô cùng, Tô Vũ nhìn lấy chính mình tu luyện thành quả, trong lòng yên lặng nói thầm lên từ lần trước gặp được những cái kia bị sinh tử phù khống chế 108 bang phái, trong lòng của hắn một bên đối cái này ám khí có cực lớn lòng hiếu kỳ. Cho nên sau khi trở về liền không ngừng tu luyện, chọn vẹn dùng một năm lâu, mới có như thế thành quả. Xem ra là thời điểm nếm thử trùng kích tông sư cảnh giới tại tu luyện cái này sinh tử phù trong lúc đó tô vũ tự thân tu vi cũng không có ngừng sớm đã đạt đến tiên thiên cửu trọng cảnh giới đồng thời còn đánh dấu thu được không ít đan dược bây giờ thời cơ đã đến có thể hay không một lần hành động tiến vào tông sư cảnh giới thì nhìn lần này nếu là nói hậu thiên cảnh là đoán luyện người bên ngoài lực lượng như vậy tiên thiên cảnh chính là chủ yếu tăng cường nội lực mà tiến vào tông sư cảnh giới về sau càng là có thể nội ngoại song tu đem thân thể tiềm lực đạt tới một cái mới đỉnh phong trở lại ở lại trong phòng tô vũ móc ra mấy cái tảng đá phân biệt bày đặt ở đặc biệt vị trí bên trên cái này là trước kia đánh dấu thu hoạch được một loại trận pháp thôi động có thể đem không gian xung quanh phong tỏa hữu hiệu phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài căn cứ trên sách ghi chép đột phá đến tông sư cảnh giới đem về hấp dẫn thiên địa chi khí đồng thời quanh thân khí tức đem về phóng ra ngoài đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên linh thứ cung chú ý của những người khác đối với linh thứ cung hiểu rõ hết hạn trước mắt còn không phải rất nhiều cho nên vẫn là tận lực không muốn gây nên một số phiền toái không cần thiết Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Vũ ngồi xếp bằng tại trên giường, điều động toàn thân nội lực bắt đầu hướng đan điền xuất phát. Tiến vào tiên thiên cảnh về sau, trên đan điền đã tạo thành một mảnh không lớn khí hải. Giờ phút này điều động những thứ này nội lực tiến vào khí hải cấp tốc bị quấy đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Tô Vũ biết chỉ cần đem để cái này khí hải ngưng tập hợp một chỗ, vậy liền đại biểu cho đã tiến vào tông sư cảnh giới. Nhìn lấy đan điền khí hải xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Vũ nhanh chóng xuất ra một thanh đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt đại lượng nội lực hướng khí hải phóng đi, cả hai vừa mới tiếp xúc liền phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy cái kia khí hải xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trung tâm vậy mà xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy viên cầu nhỏ. Trung quanh nội lực như là kình hút giống như tất cả đều bị đều hấp thu cuối cùng làm cái kia viên cầu chừng hai thốn đại lúc nhỏ, chung quanh nội lực cũng tất cả đều bị đều hấp thu hầu như không còn. Ầm, lúc này viên cầu đột nhiên nổ tung, Tô Vũ chỉ cảm thấy như là thể hồ quán đính đồng dạng. Chẳng những toàn thân đều đắm chìm trong ấm áp trong cảm giác thì thất khiếu cũng trong nháy mắt thông thấu. Bỗng nhiên, một cỗ ý niệm lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới phía ngoài phòng tràng cảnh thu hết vào mắt, mặt đất côn trùng, trên trời phi điểu, thậm chí ngay cả cây đào kia phía trên chi tiết tất cả đều rõ ràng hiện ra. Đột phá, đây chính là tông sư cảnh giới A. Tô Vũ nhìn một chút đan điền, phát hiện trước đó khí hải đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái không lớn viên cầu, bao quanh lấy từng vòng từng vòng ánh sáng. Bộ dáng kia nhìn lấy ngược lại là cùng trên trời tinh hệ giống nhau y hệt. Bất quá Tô Vũ lại là có thể cảm giác được thực lực của mình lần này tăng lên quá nhiều. Cũng là lại đụng đến tiên thiên cảnh giới tồn tại, hắn tự tin có thể đánh 10 cái. Ngay tại lúc hắn dự định tại tiếp tục phóng ra ngoài thời điểm, đột nhiên một cỗ nguy hiểm theo đáy lòng dâng lên. Theo sát lấy một cỗ khí thế cường đại cấp tốc đánh tới, dọa đến Tô Vũ vội vàng thu hồi thần niệm, đồng thời tăng cường trận pháp vừa làm xong đây hết thảy hắn liền cảm nhận được một cỗ khí thế từ đỉnh đầu lướt qua ngắn ngủi dừng lại về sau liền nhanh chóng biến mất cái này chính là cường giả ý niệm phóng ra ngoài a à. xem ra cũng chỉ có đạt tới tông sư cảnh giới mới có thể cảm nhận được tô vũ đã sớm hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh vừa mới cỗ khí thế kia không biết còn mạnh hơn chính mình bao nhiêu nếu là chạm vào nhau tất nhiên phải bị thua thiệt xem ra chính mình phỏng đoán một điểm không sai cái này linh thứ cung bên trong cao thủ như mây a không tiếp tục do dự tô vũ một mạch đem lấy được đan dược tất cả đều đem ra bây giờ chính mình mới vừa tiến vào tông sư cảnh giới nhất định phải gấp rút vững chắc mới được trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian tô vũ cái này mới chậm rãi mở mắt ai Hệ thống này có chút không góp sức a, à, cho đan dược vẫn có chút quá ít. Tuy nhiên đem góp nhặt đan dược tất cả đều phục dụng, nhưng là Tô Vũ thực lực vẫn như cũ ngừng ở lại đây tông sư nhất trọng cảnh giới. Có thể thấy được đột phá tông sư cảnh về sau, mỗi tăng lên một trọng độ khó khăn muốn so trước đó khó khăn không chỉ gấp 10. Đêm khuya, Tô Vũ đi ra khỏi phòng, đem ánh mắt rơi vào phía dưới linh thú cung hắn dự định chuyển sang nơi khác đánh dấu thử một chút toàn bộ phía sau núi đều đã bị chuyển vô số lần không sai mà thu được khen thưởng trên cơ bản không có gì thay đổi đối với trước mắt hắn tác dụng không là rất lớn cho nên vì càng nhanh tăng thực lực lên hắn quyết định đổi đổi chỗ từ khi tiến nhập tông sư cảnh lăng ba vi bộ cũng theo tăng lên không ít hắn tự tin tiến vào cái kia linh thứ cung bên trong có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện một trận gió nhẹ lóe qua tô vũ nhanh chóng núp ở một ngọn núi giả về sau vừa mới vừa tiến vào linh thứ cung bên trong liền cảm nhận được mấy chục cỗ không yếu tại khí thế của mình đủ để có thể thấy được cái này linh thứ cung bên trong tông sư cảnh cao thủ liền có mười cái cũng không biết người tôn chủ kia thực lực có a lợi hại để cho an toàn, Tô Vũ vẫn là dùng ra trước đó đánh dấu lấy được một loại bí pháp, đem trên người mình khí tức toàn bộ ẩn tàng, hắn hôm nay liền giống như người bình thường. Leng keng, đánh dấu thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được công pháp hàng long thập bát trưởng, tùy ý lựa chọn một nơi về sau, Tô Vũ quả quyết lựa chọn đánh dấu. Thế mà hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở lại làm cho hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời hô hấp đều biến rồn dập lên ta đi, nói đùa sao, thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều làm ra tới. Đây không phải tiêu đại hiệp thành danh tuyệt kỹ a à. ngắn ngủi ngây người về sau Tô Vũ không do dự nữa thôi động lăng ba vi bộ nhanh chóng hướng sau núi chạy đi. Thế mà vừa tới phía sau núi còn không tới kịp xem xét khen thưởng hắn liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Có người đến, chẳng lẽ bị phát hiện rồi chuyện hot tháng 9.